Quá nhanh, quá nguy hiểm, Manchester United vừa đón tin vui ở một thương vụ mới chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi chiêu mộ Lenny Yoro. Ngoài ra, bom tấn cũng đã nổ ở Manchester City, còn tuyển Anh đang tính dùng chiêu độc để theo đuổi Pep Guardiola. Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United đạt thỏa thuận cá nhân với Manuel Ugarte. Không đội bóng nào hoạt động hiệu quả hơn Manchester United ở thời điểm hiện tại sau khi chiêu mộ thành công Lenny Yoro. Quỷ đỏ tiếp tục đạt bước tiến lớn với thương vụ Manuel Ugarte. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford vừa thống nhất xong các điều khoản cá nhân cùng với ngôi sao Nam Mỹ và trụ cột đội tuyển Uruguay còn tỏ rõ thái độ sẵn sàng chuyển đến Premier League ngay cả khi họ không được tham dự Champions League. Vì thế, thương vụ trên sẽ hoàn tất nếu Manchester United thống nhất được mức phí cùng Paris Saint-Germain. Nghi vấn Lenny Yoro bị ép sang Manchester United. Cho đến tận thời điểm này thì việc Lenny Yoro cập bến Manchester United vẫn là một chủ đề thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Theo tờ Marca, để hậu vệ người Pháp sớm gật đầu với Quỷ Đỏ thì Lin đã tạo sức ép khổng lồ với tài năng 18 tuổi. Thậm chí, đại diện Ligue 1 còn vẽ ra viễn cảnh không cho Yoro thi đấu trong mùa giải mới để khiến cầu thủ xứ Lục Lăng đồng ý chuyển đến Premier League. Kết quả sau đó thì ai cũng biết, khi mà hậu vệ người Pháp cũng dần cởi mở hơn với sự kiên trì từ phía Quỷ Đỏ và sẽ bắt đầu một hành trình mới tại xứ sở sương mù. FA tính bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền để đợi Pep Guardiola. Liên đoàn bóng đá Anh đang tính chơi lớn khi mời Pep Guardiola kế nhiệm Gareth Southgate dẫn dắt Tam sư. Thế nhưng ý tưởng trên gặp phải trở ngại khi chiến lược gia xứ đấu bò còn hợp đồng một năm với Manchester City và không muốn hủy ngang giao kèo trên. Không hề bỏ cuộc, FA đang tính bổ nhiệm một huấn luyện viên tạm quyền và tiếp tục thảo luận với Guardiola về chuyện hợp tác cùng bản hợp đồng dài hạn. Đây là phương án được rất nhiều fan xứ sương mù ủng hộ do họ đã khát khao chức vô địch tại những giải đấu lớn sau thời gian phải chờ đợi quá lâu. Chính trường Argentina rối loạn vì Enzo Fernandez. Vụ việc Enzo Fernandez có lời lẽ phân biệt chủng tộc với các cầu thủ Pháp không còn dừng lại ở phạm vi thể thao mà đã lan sang cả địa hạt chính trị. Cụ thể, Thứ trưởng Thể thao Julio Garro của Argentina sáng qua đã mạnh mồm tuyên bố đội trưởng Lionel Messi và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ Tango phải đứng ra công khai xin lỗi vì ồn ào vừa rồi. Điều bi hài là chỉ vài tiếng sau đó, đích thân Tổng thống Argentina đã cắt chức Thứ trưởng Julio Garro do phát biểu thiếu suy nghĩ. Thậm chí, Phó Tổng thống Argentina cũng lên tiếng ủng hộ Enzo Fernandez và kêu gọi những người đang chỉ trích trụ cột Chelsea ngừng sống giả tạo. Savio ký hợp đồng 5 năm với Man City. Sau rất nhiều chờ đợi thì Manchester City cũng đã công bố tài năng trẻ Savio. Được biết, chân trai cánh Nam Mỹ ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Etihad và đây thực sự là một bản hợp đồng đáng kỳ vọng của ông lớn Premier League. Đặt trong bối cảnh The Citizen xuất hiện khá ít trong các tin đồn chuyển nhượng mùa hè năm nay, ngôi sao 20 tuổi có thể sẽ là tân binh đáng chú ý nhất của nhà đương kim vô địch Premier League trước mùa giải mới. Chelsea muốn có cựu cầu thủ Manchester United. Dù không thể hiện được quá nhiều khi còn thi đấu cho Manchester United, nhưng Andreas Pereira vẫn là cái tên đầy sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, cầu thủ thuộc biên chế của Fulham đã nhận sự chú ý từ Chelsea và The Blues sẵn sàng bỏ ra 42 triệu euro cho thương vụ trên. Dưới góc nhìn của đại diện thành London, họ coi Andreas Pereira là sự thay thế cho Conor Gallagher trong bối cảnh ngôi sao người Anh được Atletico Madrid cùng với nhiều tập thể lớn săn đuổi. Alexis McAllister không chuyển đến Real Madrid. Là trụ cột của Liverpool cùng với đội tuyển Argentina và Alexis McAllister cũng đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Bản thân cha của ngôi sao Nam Mỹ cũng mới thừa nhận thông tin trên, nhưng khẳng định tiền vệ xứ Tango vẫn đang hạnh phúc tại sân Anfield. Do vậy, sẽ không có thương vụ gây sốc nào diễn ra trong phiên chợ hè. Còn Alexis McAllister khả năng cao tiếp tục đóng vai trò quan trọng dưới thời tân huấn luyện viên Arne Slot. Huấn luyện viên Napoli thừa nhận sắp mất Victor Osimhen. Dù những đòi hỏi rất cao của Napoli khiến họ chưa thể bán đi Victor Osimhen, nhưng huấn luyện viên Antonio Conte gần đây vẫn ngầm thừa nhận cậu học trò sớm muộn cũng chia tay sân Diego Armando Maradona. Trao đổi với truyền thông, chiến lược gia người Italia cho biết đã có thỏa thuận rõ ràng về việc ra đi của Osimhen. Thời gian của việc đó đúng với dự tính của chúng tôi và sẽ không có vấn đề gì. Được biết, hiện tại Napoli cùng với Paris Saint-Germain vẫn đang đàm phán về mức giá, còn Osimhen đã sớm gật đầu với đội bóng nước Pháp. Bản thân Napoli cũng đã tìm ra chân sút thay thế tiền đạo chủ lực là Romelu Lukaku của Chelsea.
Cristiano Ronaldo được vinh danh. Cristiano Ronaldo là một tên tuổi lớn không chỉ trong lĩnh vực bóng đá mà còn ở cả thế giới thể thao. Theo cập nhật mới nhất từ ESPN, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha hiện đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng 100 vận động viên hàng đầu thế kỷ 21. Đây là sự vinh danh xứng đáng dành cho CR7 sau thời gian nỗ lực không biết mệt mỏi. Mason Greenwood nhận áo số 10 ở Marseille. 24 tiếng sau khi thương vụ được xác nhận thì Mason Greenwood đã có mặt tại đại bản doanh của Olympic Marseille để ký hợp đồng chính thức. Ở đội bóng mới, chân sút người Anh được nhận áo số 10 và đây là chi tiết phần nào cho thấy sự tin tưởng của tập thể xứ Lục Lăng đặt vào tân binh của mình. Được biết, Olympic Marseille đã phải rất nỗ lực để chiến thắng trong cuộc đua chiêu mộ cựu sao Quỷ Đỏ và việc sở hữu Mason Greenwood với giá 31 triệu euro tính cả biến phí có thể coi là chiến thắng của tập thể Ligue 1 trên bàn đàm phán. Aurelien Tchouameni có thể đá trung vệ mùa tới. Dù chẳng thể chiêu mộ Leny Yoro, nhưng Real Madrid cũng sẽ không tìm kiếm một trung vệ khác ở thị trường chuyển nhượng. Thay vào đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sử dụng các lựa chọn sẵn có và hướng đến ý tưởng để Tchouameni chơi nhiều hơn ở trung tâm hàng thủ. Đây vốn là phương án từng được sử dụng ở mùa trước khi mà Kane Kiên Trắng gặp cơn bão chấn thương. Tuy vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti muốn ngôi sao người Pháp trở nên đa năng hơn và chính thức trở thành một phương án ở vị trí trung vệ sau hai lựa chọn hàng đầu là Rudiger và Militao. Mẹ của Kylian Mbappe sắp kiện Paris Saint-Germain. Dù đã đường ai nấy đi được một thời gian, nhưng Paris Saint-Germain và Kylian Mbappe vẫn lôi nhau lên mặt báo vì những lý do không đáng có. Nguyên nhân là bởi đội chủ sân công viên các hoàng tử kiên quyết không trả thủ quân tuyển Pháp số tiền lương mà họ vẫn đang thiếu chân sút xứ Lục Lăng. Điều này khiến ekip của tân binh Real Madrid tức giận và sẽ sớm dùng đến các hành động pháp lý. Dường như Paris Saint-Germain vẫn còn bất mãn vì không thu được bất kỳ khoản phí nào khi Kylian Mbappe chuyển đến Bernabeu nên mới chọn cách hành xử xấu xí như vậy. Manchester United xem xét đẩy đi Scott McTominay và Casemiro. Để rộng đường đón về Manuel Ugarte thì Manchester United cần phải bán đi ít nhất là một tiền vệ trong thời gian tới. Hiện tại Scott McTominay và Casemiro là những cái tên nằm trong diện nguy hiểm cùng với khá nhiều bến đỗ tiềm năng. Với Scott McTominay, Fulham chuẩn bị gửi lời hỏi mua thứ hai cho ngôi sao người Scotland. Còn trong trường hợp của Casemiro, các đại gia Tây Á sẵn sàng săn đuổi tiền vệ Nam Mỹ trong một thời gian khá dài. Do vậy, không dễ để cả hai cầu thủ vừa nêu trụ lại Manchester United mùa tới. Barcelona không sợ hãi khi Real Madrid ký hợp đồng với Mbappe. Vốn đang là đương kim vô địch Champions League cùng với La Liga và rất nhiều fan đã vẽ ra viễn cảnh về việc Real Madrid sẽ tiếp tục duy trì thế thống trị khi nổ bom tấn Kylian Mbappe. Thế nhưng phía Barcelona không hề lo sợ kịch bản trên diễn ra do họ đặt toàn bộ niềm tin vào huấn luyện viên Hansi Flick. Cụ thể, đội chủ sân Camp Nou hy vọng ông thầy người Đức sớm tạo ra sự khởi sắc vì yếu tố chuyên môn và bản thân Blaugrana cũng sẽ dần ổn định nền tảng tài chính để nổ những bom tấn chất lượng trong phiên chợ hè. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Thị trường chuyển nhượng đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và mọi bom tấn sẽ được cập nhật trên các clip của chúng tôi. Bên cạnh đó là những tin tức nóng hổi khác về các câu lạc bộ tên tuổi, nên đừng quên trở lại đây vào ngày mai để cảm nhận từng nhịp đập của làng túc cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.